Hiện tại thì giờ nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng đã có mặt tại Long An nha cô chú anh chị. Chào chàng Nam nha. Trời ơi, chở gì mà quá trời đi. Chở gì quá trời. Chở gì nhiều vậy? Rồi, hiện tại thì nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng đã tới. Chào ngoại nha, ngoại. Cái gì? Chào anh. Chào anh. Bà dáng gì vậy? Có dần trúng đầu. Chào anh. Đoàn này nó hay. Long cũng sẽ ấm bé ly vô nha cô chú anh chị. Hai. Dòng cuối như chúng ta kia. Cái ghế vô cho ngoại bà ngồi vô cho bà nước kia vậy. Ghế đủ không ngoại vậy? Ghế màu hồng ký hiệu là 1. Ghế này ngồi được không? 2 phục quà để ghế sẽ đặt cho gì? Hai
biết đâu. Vòng quay này chúng ta sẽ qua vòng quay sau là vòng quay cấp vốn 10.000 năm phần quà. Và bây giờ thì quý vị và các nhà cứ ngồi yên nha, chắc chắn điều này chúng ta sẽ được gặp được nghệ sĩ ưu tú và ngôi sao sân khấu nghệ sĩ Kim Tiểu Long sẽ có mặt trong chương trình đặc biệt tối hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu một thứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.